Ờ, em còn sống hả? Chung lại tao chết mày. Ba ngày qua em không có on Facebook là mới tưởng em chết trôi sông Lạc Trở đâu rồi chứ. À, do mấy bữa nay á em bận một chút công việc á mà. Em đi làm bad girl cho bộ váy ngắn hả? Em mặc quần. Vậy làm bad girl cho bộ quần ngắn hả? Tao mặc quần dài.